Mỗi bữa một ngày, tay sư cầm một cái bình bạc, không nhận tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kẻ đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không mang danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kinh yêu thương. Thì hôm nay là sáng ngày mùng 7 tháng 5. Thì theo như quan sát đó cả nhà, thì Thành Trung có thấy một vị sư mới cùng đồng hành cùng với thầy Thích Minh Tuệ, và phía sau thì cũng khá là nhiều Phật tử. Mới sáng mai đi rất là nhanh cả nhà. Hôm nay lại cảm ơn. Dạ. Rất nhiều người xách đồ cúng dường cho thầy, nhưng mà thầy chưa có thọ thực vào buổi sáng nha cả nhà. Buổi sáng thì đi ít nhất là tầm khoảng cỡ 5 đến 7 cây số thì thầy mới bắt đầu thọ thực. Và hiện tại bây giờ thầy đang ở Thanh Hóa nha cả nhà. Sáng mai cái vị sư mới thì đeo kính đen cả nhà. Vị sư này khá là trẻ. Bà hôm nay bà đi sớm đó bà. Bà ra lúc 3 giờ. Ồ, bà ra lúc 3 giờ luôn á. Sáng vâng. Lúc đó bây giờ bà về. Sớm qua đây. Thầy đi lên chỗ thầy nghỉ về. Nhưng mà hôm qua lúc chiều qua ở trong đó bà về. Có nghĩa là thầy lên còn người về và về. Bà, hôm nay là định đi cùng thầy xa không? Cứ đi, lúc ngủ mà không đi nữa quay lại. Cứ về đây. Cứ đi. Cứ đi lại nha. Này bà 81 tuổi cả nhà. 81 tuổi mà. Hôm qua video của anh lên mà mấy chị Hà Nội á nhìn thấy bà. Là qua con nhìn thấy bà cái con bắt xong con đi vào đây luôn. Mấy chị Hà Nội đấy. Là nhìn thấy bà đấy mà nay phát tâm đi vào đây. Bà trên đây này. Bà 81 tuổi mà bà đang đi khỏe quát rồi luôn. Đây này các chị đây này. Chị Hà Nội này. Vậy ha. Đây bà. Cháu đi đúng là không về không đau chân đâu cả. Mới sáng mai và
thể đi khá là nhanh. Đây là một biệt thự mới, biết là từ chỗ nào tới cả nhà. Không, nói đó là cái đường đi á. Đúng. À, thầy qua bên đây để kho thực đó cả nhà. Kho thực buổi sáng. Rất nhiều Phật tử. Con nghe nói cô Mai ở mới Hà Nội vô hả cô? Vậy là cô vào đây lâu chưa? Cô vào tối qua. Cô vào tối qua hả? Hôm bữa mà thầy đi ngang qua Hà Nội thì cô đang ở đâu? Không biết. Ồ, không biết ha? Không biết. À. Không biết thì hôm nay phải vào đây để bạch thầy. Có một mình cô vào thôi hả? Đoàn của cô đi 4 người. À, 4 người. À, đây cô này nè ha. Dạ, cô cũng mới ở Hà Nội mua cả nhà. Hả? Không, đường này là đường ấy mà. Đường này là đường đi lên cao tốc. Nhưng mà thầy đang tìm chỗ để thầy thọ thực, chứ không phải là đi đường này. Đó là thầy vô này chỗ cây xăng này. Thầy vô này chỗ cây xăng này để thầy thọ buổi sáng. Bữa nay xuất hiện một vị sư mới đúng không? Hả? Qua rồi đấy. Ngày hôm qua đâu có đâu. Ở đây là một cái khu biệt thự của cây xăng này cả nhà. Phát rồi người cũng như thầy. Con xin cúng dường thầy vì con nhìn thấy thầy.
đây à. Từ giờ luôn. Chị ơi lấy cái túi bóng này cũng thường các thu vậy. Chị ơi.